Rồi, xin chào các bác. Em tiếp tục giới thiệu các bác chiếc máy lạnh một cục Corona. Thời tiết Hà Nội miền Bắc vẫn còn đang rất nắng nóng. Các bác nào mà có con chuẩn bị nhập học sinh viên, mình có thể sắm cho các cháu một chiếc này nhé. Lắp phòng trọ rất là tiện này. Lắp phòng trọ rất là tiện, lắp container, lắp cabin ô tô, lắp lều bạt. Nói chung là cứ chỗ nào các bác quay được. Đấy, các bác chĩa cái đường lạnh này vào. Chỉ cái đường lạnh này vào các bác nhé, là nó thổi vào. Ví dụ các bác đi cắm trại phượt, bác nào có máy phát Nhật điện 100V thì các bác chơi luôn con máy này. Đi phượt nhiều bác sắm đủ cả bộ luôn. Mà con Corona 8000 BTU dùng cho phòng khoảng 15m² đổ lại. Công suất điện của nó chỉ 600W thôi, rất là tiết kiệm điện. Lắp đặt mọi nơi mọi lúc, không cần phải ống áng gì cả, phức tạp. Đấy. Thì chuyển nó chỉ có một cục đấy thôi các bác nhé, duy nhất một cục đấy thôi. Dàn nóng phía sau, thổi khí nóng phía sau này. Đấy, khí nóng phía sau nhé. Đấy, khí nóng thì nó chỉ có khoảng này thôi. Con máy còn rất đẹp này, dàn riếc mới, đi kèm điều khiển đa năng, mã số 5, 3,8 triệu, bảo hành 6 tháng, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp thôi nhé. Bạn nào có nhu cầu lấy thì các bác alo chưa. Chào các bạn.